thấu hiểu khách hàng tận gốc. Đối với một nhân viên kinh doanh, thấu hiểu khách hàng là điều kiện tiên quyết cần có để bạn chinh phục thành công trái tim của họ. Làm thế nào để con đường thấu hiểu khách hàng không còn chông gai? 1. Tìm hiểu từ khách hàng. Không có khởi đầu nào để thấu hiểu khách hàng lý tưởng hơn là việc bạn trò chuyện trực tiếp cùng khách hàng nhằm hiểu mọi thứ về họ. Đâu là điểm đau hiện tại của khách hàng? Điều gì đang xảy ra làm cho khách hàng lo lắng, ngạc nhiên hay cảm thấy không thoải mái? Khách hàng đang tìm kiếm giải pháp như thế nào? Càng đi sâu trò chuyện cùng khách hàng, bạn sẽ ngày càng khám phá ra nhiều insight thú vị, tạo nền tảng vững chắc để có chiến lược kinh doanh nhắm trúng mục tiêu hơn. 2. Tìm hiểu từ bên ngoài. Ngoài việc trò chuyện cùng khách hàng, bạn hãy dành thời gian quan sát xung quanh để có được bức tranh toàn cảnh về thị trường. Bạn cần phải biết được đối thủ cạnh tranh của mình đang làm gì để có được quyết định mua hàng từ phía các thượng đế. Đặt trong tương quan thị trường, bạn sẽ biết được đối thủ đang làm gì tốt hơn những bạn, bạn cần phải làm những công việc gì. 3. Xây dựng tình huống thử nghiệm. Ở bước này, công ty hãy thử xây dựng các tình huống thử nghiệm về hai khía cạnh của cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Về doanh nghiệp, dành thời gian để nhìn nhận những vấn đề đang gặp phải và phương hướng giải quyết trong thời gian sắp tới. Về khách hàng, hãy cân nhắc những trải nghiệm tiêu cực của họ. Chỉ khi bạn có cái nhìn đa chiều về mối quan hệ khách hàng-doanh nghiệp, bạn mới rút ra được bản chất của sự việc. 4. Mời nhân viên tham gia vào các hoạt động nói trên và thảo luận về chúng. Thông thường, một thử nghiệm thực tế cũng chỉ nên kéo dài 1 đến 2 giờ, thời gian đủ dài để nhân viên có những cảm xúc khác nhau, sau đó sẽ là nửa giờ thảo luận để nhân viên chia sẻ các cảm xúc mà họ trải qua, từ đó đưa ra các ý tưởng mới hay các hành động cụ thể để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.